Anh đang xem là 308 nhé. Đấy, bây giờ mình thử xem nó có giật không nhé. Đấy, mình đang sờ vào trực tiếp luôn này. Sờ trực tiếp luôn này. Đây, chúng ta chỉ sờ một giây thôi. Đấy, chúng ta sờ một giây thôi nhé. Em nhìn đang điện 308 này. Đấy. 308 này. Không hề giật đúng không? Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay là chủ nhật, ngồi nhà đang có vài cái thứ đồ nghịch ngợm tí. Thì có một nội dung là mình thấy cũng khá là hay để chia sẻ với anh em là thợ. Thì ở đây mình đang có chuẩn bị một số thứ. Đang chuẩn bị số thứ để chuẩn bị bao gồm có một số cái màn hình điều khiển, vài con chuột tắt máy và cái bộ sạc. Khách hàng nhờ sửa cũng như là cài đặt. Đấy, thì đang chuẩn bị ở đây. Thì trước khi mà làm việc ấy, thì mình đang có một cái cục biến áp đây. Cái điều quan trọng là mình sẽ chia sẻ với anh em để anh em, nếu mà anh em là thợ, mình có thể áp dụng cái này để tránh được những cái trường hợp rủi ro về điện. Đấy, thì đây là cái cục tăng phô, nó có công suất cũng khá là nhỏ thôi, khoảng 300 VA. 300 VA là rơi vào tổng khoảng gần 300W ấy. Đấy, gần 300W thì nó phù hợp để cho mình thử, mình test. Mình thử test thiết bị, những cái thiết bị điện. Thì tác dụng của nó thì nó sẽ cách ly cái nguồn này, tránh hư hại, nhất là sửa chữa trong cái trường hợp anh em sử dụng ấy. Nó sẽ có những cái trường hợp là anh em có thể va chạm vào điện và dẫn đến rất là nguy hiểm. Thế thì mình sẽ lắp cái cục tăng phô này để đề phòng những cái rủi ro do nguyên nhân cái rủi ro về điện giật. Thì đây mình hướng dẫn anh em lắp luôn nhá. Anh em nào thì thực tế là cái này thì đây là mình cái này có sẵn thôi. Mình có rất là nhiều cái giải pháp có thể là ứng dụng cái này được. Anh em có thể theo dõi nếu mà anh em nào mà quan tâm. Nếu mà anh em mà không có cục tăng phô này chắc nó đâu rơi tầm khoảng 1 triệu hay là hơn 1 triệu đấy. Mình cũng không rõ là bằng ngoài thị trường là bán bao nhiêu. Thì cái anh bạn của mình là sản xuất cái cục tăng phô này đang tặng cho mình cái cục này để mình làm cái gì đấy mình cũng không nhớ. Giờ mang ra xài. Đây thì cái cục tăng phô này thì nó có thể dùng được 2 chiều. Hiện tại của nó đầu vào là có các kinh ngưỡng vào là 100V này, 220, 308. Đấy thì mình cũng có thể là sử dụng điện 308 được nhé. 220, 100V. Đấy. Và cái điện áp của nó thì nó sẽ ra được cái điện áp là từ 0 đến 220. Nó sẽ có cửa này là 0V này, 100 này, 110, 220 và 20V, 24V. Đấy, tùy cái mức điện áp mình sử dụng. Thế thì bây giờ mình đang sử dụng cái cục tăng phô này, mục đích của mình là mình sẽ sử dụng làm cái cục nguồn cách ly. Thì mình sẽ sử dụng cái đầu vào của nó là 0 và 220. Đó, thì mình sẽ có được là cái đầu ra của nó là 0 và 220. Hoặc cũng có thể ngược lại, mình sử dụng cái điện đầu vào của mình là 220 ở đây. Thì đầu ra của mình sẽ có là 100V này, 220, 308. Cái này nguồn xoay chiều thì cái tăng phô sắp như này thì mình có đầu vào thì cũng như đầu ra thôi. Đó, và bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cái đầu vào này thành cái đầu ra thành cái đầu vào nhé. Cái đầu ra thành cái đầu vào luôn. Không có vấn đề gì nhé. Đấy, chỉ có khác nhau cái là cái công suất thôi. Tại vì nếu mà chúng ta sử dụng cái đầu ra thì mình có cái cửa 308, nếu như cái mục đích mình sử dụng 308 thì sẽ rất ok. Rồi bây giờ mình sẽ đấu nối và anh em có thể theo dõi và mình sẽ test thử xem cái nguồn đầu ra là như nào nhá. Đấy. Ở đây là sẽ có cửa 0V là 100V. Thì mình lấy luôn cái cửa 220. Với một số cái thiết bị mà chúng ta không có cái điện 308 ấy, thì mình một số cái thiết bị không có điện 308 mà xài điện 308 mà mình có 220 thì mình cũng có thể là dùng cái biến áp đổi nguồn như này. Rồi bây giờ mình cấm cấp nguồn cho. Rồi mình có đồng hồ nhé. Với nguồn cách ly như này nó rất là an toàn vì chúng ta sử dụng là chúng ta sờ vào một trong các cái đầu dây này thì nó không có bị điện giật. Đấy. Ở đây đang mình đang có là cái cửa này là 308, đây là 0V ạ. Đây là 110 này. 220 này. Nguồn khá chính xác, đây là 308 này. Đấy,
Đây là cái loại là lọc nguồn cách ly. Đây chúng ta đo vào đây. Giờ chúng ta đo điện đây. Chúng ta thấy đây tất cả các pha đều có điện đúng không? Rồi 40V. Rồi mình thấy đang có điện áp ở đây nhưng không biết đây có phải là cái nguồn cách ly không. Để mình thử xem có phải nguồn cách ly nhé. Nếu là nguồn cách ly thì nó phải không được thông với nhau. Còn cái điện mới đo là cái điện cảm ứng. Hiện tại mình đo thì không có thông mạch nhé, không có thông mạch. Chính vì thế đây chính là cái nguồn cách ly. Rồi mình cùng test anh em luôn, xem là mình xài vô nó có giật không nhé. Rồi mình sẽ thử nhé. Đây là cách thử mình đang sờ tay này. Đây, mình đang sờ tay vô cho anh em xem được cái điện áp của nó. Anh em đang xem là 380 nhé. Đấy, bây giờ mình thử xem nó có giật không nhé. Đấy, mình đang sờ vào trực tiếp luôn này, sờ trực tiếp luôn này. Đây chúng ta chỉ sờ một giây thôi. Đấy, chúng ta sờ một giây thôi nhé. Em nhìn đang điện 380 này. Đấy, 380 này, không hề giật đúng không? Và sờ một giây, tuy nhiên anh em mà sờ vào 2 giây thì thôi, khỏi nói. Ok, như vậy là mình đã có cái nguồn cách ly rất là an toàn rồi để mình sử dụng. Không may mà nó chạm chập gì vào đây cái thì nó không có ảnh hưởng. Và bây giờ việc của mình là mình sẽ kết nối cái nguồn đầu ra. Rồi mình sẽ tắt nó đi cho an toàn. Mình cần cái nguồn này là nguồn 220. Với em thợ điện mình thấy là cái này nó rất là an tâm luôn trong quá trình sửa chữa. Chúng ta muốn sử dụng cái công suất lớn hơn thì mình sẽ dùng cái cục tăng phô lớn hơn nhé. Ở đây mình sẽ kiếm một cái ổ cắm và mình sẽ lắp nó vào một cái bệ cẩn thận nhé. Cái này mình đang lắp thử thôi. Mình sẽ kiếm một cái vỏ hộp và mình lắp một cái vô để mình xài mỗi khi sửa chữa. Rồi bây giờ mình đã có được cái nguồn cách ly. Từ đây thì mình sẽ kết nối được với những cái thiết bị khác. Đây là một cái cục nguồn của cái máy của cái camera hư không dùng đến và mình đang tận dụng nó làm cái nguồn để chúng ta sửa chữa. Rồi cái phần nguồn cách ly thì ok rồi. Bây giờ chúng ta để sử dụng, chúng ta sẽ lắp vô thử một cái nhé. Làm tạm đây thôi. Nếu không may xảy ra chạm chập đấy, chập mà hai dây ngắn mạch với nhau ấy, thì cục tăng phô của mình nó sẽ bị nhảy CB hoặc là nó sẽ nóng lên, nó giống như là máy hàn ấy. Đấy, nó sẽ ngắn mạch và nó có hư thì hư cái tăng phô thôi. Nó không xảy ra cái dòng nó bị giới hạn rồi mà. Cái dòng là giới hạn của tăng phô nên là cũng không quá ảnh hưởng đến cái thiết bị điện ở nhà. Đây, lắp tạm này anh em nhé. Đấy. Và chúng ta cắm luôn. Mình sẽ lắp cho nó vài cái thiết bị đầu nối cũng như là một cái ổ cắm. Và chúng ta thấy là có nguồn lên rồi nhé. Mình sẽ đo cái điện đầu ra của cái cục này. Cục này sử dụng rất là tốt. Để xem là cái dòng của nó có dòng mạnh không.
Đây là một con chuột đề. Mình xem là có đủ dòng để hít con chuột nào. Cái con này nó có 2 ampe thôi. À, rất là ok nhá. Con vừa này hít rất là ok luôn. Cái nguồn này mình sẽ được mình sử dụng khá là nhiều trong các cái thử những cái bo màn hình ở đây. Những cái bo màn hình, những cái bo sạc và những cái thiết bị đây mình sẽ thử bằng cái cục nguồn này. À, mình không cần phải dùng cái ắc quy như này nữa nhé. Đấy, mình không cần phải dùng cái ắc quy này nữa. Cái cổng thì nặng thì nó lại bị sạc. Ok, và ở đây chia sẻ cho anh em được cái cách để chúng ta sẽ có được cái nguồn để chúng ta sửa chữa, để chúng ta thử nghiệm rất là an toàn, không bị rủi ro. Anh em thợ thì mỗi lần đi sửa chữa mà xảy ra cái hiện tượng mà điện giật thế này rất là nguy hiểm. Đấy, chính vì thế mình có cái đề phòng như này thì nó rất là an tâm. Ok, và chúc anh em có được cái cục nguồn adapter như này, chúng ta có thể là sử dụng. Nếu mà anh em có sẵn những cái cục đổi nguồn, chúng ta tháo ra. Ở dưới xưởng của mình có rất nhiều cái cục mà đổi điện từ 220 sang 12V hoặc là 220 sang 6V ấy, có hai cục ấy, thì làm thế nào để có nguồn cách ly ấy, thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng hai cục đó làm nguồn cách ly được nhé. Một cái thì hạ áp và một cái nâng áp này thì ta có được cái nguồn cách ly khoảng 300 đến 500 VA mà không phải tốn tiền mua, một cách sử dụng cái cũ, và chúng ta dùng hai cái nhé. Để cái giải pháp vào xong mình sẽ chia sẻ anh em bằng một video nữa. Ok, và chúc anh em có thể nhận được cái nội dung này và hy vọng là nó sẽ hữu ích cho anh em. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em mình video tiếp theo nhé.